Xin kính chào quý vị và các bạn. Dây loa là một thành phần không thể thiếu trong bộ giảng và là bộ dây mà chúng ta có thể dễ dàng nhận ra được sự khác biệt khi thay thế. Mình xin giới thiệu tiếp trong series giới thiệu các sản phẩm Analysis Plus. Đó là một hãng được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 93. Và đến nay thì hãng đã tung ra thị trường rất nhiều bộ dây có chất lượng âm thanh cực kỳ tốt với giá thành vô cùng phải chăng. Và mình đang có đây là dây Ovan 9 có giá là 12.400.000 đồng. Đây là dòng sản phẩm thuộc gọi là tầm trung của hãng. Và hãng này đánh rất mạnh vào tầm giá phổ thông khi nó có rất là nhiều các lựa chọn. Trong khoảng từ khoảng mười mấy triệu đổ xuống thì có rất nhiều lựa chọn. Và chúng ta sẽ cùng đến với bộ dây này Ovan 9 để xem cụ thể là dây này ra sao, tại sao nó lại đáng được lựa chọn. Phải nói là với giá 12.400.000 thì cảm quan mình đang cầm, mình nghĩ là nó đắt hơn như thế rất nhiều. Hãng làm quá tốt đối với một cái tầm giá như vậy, vô cùng là chắc chắn, được làm rất là cẩn thận và nó cũng không quá cứng. Như thế thì đấu cắm rất là tiện, nó cũng không quá nặng, có thể gây chĩu những cái đôi loa nhỏ nhẹ. Đây là đầu cắm vào âm ly, nó sẽ ghi cái chữ ký hiệu là AM ở đây. Ok. Còn đầu cắm vào loa, đây sẽ có dòng chữ speaker. Chúng ta có thể căn cứ theo cái chiều của dòng chữ chạy. Đây thì cái phía bên trái là sẽ là cắm vào âm ly, và theo chiều dòng chữ chạy sang phía bên phải thì sẽ là chiều cắm vào loa. Rất là dễ. Và hãng này thì nó nổi bật ở cái công nghệ. Đây hãng rất là hay đặt tên Ovan, tức là hãng có cái công nghệ là Hollow Ovan Design, cấu trúc hình xoan rỗng, đã được đăng ký bản quyền. Thì theo hãng thì với cái công nghệ Hollow Ovan, tức là trái xoan rỗng, thì nó sẽ đảm bảo được cái sự truyền dẫn tốt hơn cũng như là tránh thất thoát tín hiệu. Dây được làm gia công rất tốt, và quan trọng hơn, quý vị và các bạn phải nhớ rằng nó được sản xuất tại Hoa Kỳ, và với một cái tầm giá như vậy, với một cái chất lượng như vậy thì dây Analysis Plus cực kỳ đáng lựa chọn trong tầm giá. Và với cái tầm giá, với mức giá 12.400.000 thì sợi dây này rất thích hợp để dùng cho những bộ dàn có giá khoảng từ vài chục triệu cho đến khoảng 100 triệu đồng. Sử dụng dây Analysis Plus rất là thông minh, là một sự lựa chọn rất thông minh, rất hợp lý với giá thành. Chúng ta quan sát kỹ thêm. Hoàn toàn là dây chính hãng, được bán bởi Thiên Hà Audio, sản xuất tại Hoa Kỳ. Cầm trên tay là đã có các cảm giác rất là đáng tin cậy rồi. Đó, 12.400.000 được bán bởi Thiên Hà Audio, dây chính hãng sản xuất tại Hoa Kỳ, rất thích hợp cho những bộ dàn hi-fi và những bộ dàn có giá lên tới khoảng tầm 5.000 đô, cũng rất là xứng đáng để lựa chọn. Kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy đến số 42 ngõ 178 Hà Nội để sở hữu những bộ dây loa hay dây tín hiệu hay dây nguồn, những phụ kiện âm thanh có giá thành được bán rất tốt và hàng chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.